Không khí vui tươi phấn khởi mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn đang lan tỏa từ thành thị đến nông thôn. Đầu đầu cũng cờ hoa rực rỡ đón chào ngày vui này. 94 mùa xuân có Đảng, niềm vui như được nhân đôi. Đường phố đầy cờ hoa, khẩu hiệu mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn. Người người, nhà nhà, ai nấy càng thêm phấn khởi trước những đổi thay của đất nước, nhất là sau 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Trong đợt thi đua chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng, các địa phương đã triển khai nhiều công trình phần việc, trong đó có thi đua đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển đảng viên mới của năm 2024. Công tác kết nạp đảng viên thì chỉ tiêu năm nay đó thì mình dự kiến là khoảng 130, thì đến giờ này cũng kết nạp khoảng 80, thì cũng cơ bản đạt theo cái tiến độ cũng như là kế hoạch. Các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chỉnh trang đô thị thì hiện nay là coi như là từ quận đến các phường thì đã chỉ đạo. Đến giờ này thì qua kiểm tra thì cơ bản là các cái ngành cũng như là các phường thì cũng đã trang hoàng. Kế đến là việc thực hiện các công trình hạng mục chào mừng. Đến đầu tháng 2 này, các quận huyện đã hoàn thành 30 công trình nâng cấp giao thông, xây dựng trụ sở và cũng đã triển khai mới 20 công trình. Cùng với đó là công tác chỉnh trang làm đẹp đô thị đón chào xuân mới. Chúng tôi cũng đang tăng cường cái công tác cắt tỉa, tạo dáng cây xanh hoa kiển trên các cái tuyến đường, vòng xoay, rồi các cái công viên ở trên địa bàn của quận, rồi kiểm tra, sửa chữa cái hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông trên các cái tuyến đường, tuyến hẻm, khu dân cư. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thực hiện đầu tư cải tạo nâng cấp cái hệ thống đèn trang trí nghệ thuật ở trên địa bàn. Đồng thời thì cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường để mà vận động các cơ quan, tổ chức, hộ dân trang trí đèn ở trên các cái tuyến đường chính trung tâm của quận. Trang trí cái đèn chiếu sáng kết hợp với cái hiệu ứng ánh sáng tuyên truyền tại 3 điểm trên địa bàn quận Bình Thủy. Tổ chức chỉnh trang đô thị, kiểm tra trật tự đô thị, xây dựng rồi chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường để đảm bảo cái cảnh mỹ quan đô thị trong cái dịp Tết. Duy tu bảo dưỡng cái các tuyến đường ở trung tâm thương mại và các tuyến đường dân sinh tại các cầu trên địa bàn, trên tuyến tránh Thốt Nốt cho đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Ngoài ra thì phòng quản lý đô thị cũng triển khai là sửa chữa hệ thống chiếu sáng, những đèn tín hiệu giao thông, sửa chữa trang trí đèn hoa để đảm bảo mỹ quan phục vụ Tết. Ngoài cái thực hiện ra thì tuyên truyền là vận động bà con, nhân dân ở là địa phương là tích cực tham gia cùng với là địa phương dọn tổng vệ sinh môi trường, cảnh quan, rồi cắt tỉa các cái cây xanh, rồi dọn vệ sinh là đường phố, tạo cái vẻ đẹp cảnh quan môi trường để cho bà con nhân dân đón Tết. Tự hào với truyền thống vẻ vang của Đảng, lớp lớp cán bộ đảng viên nhân dân càng thêm tin tưởng và cống hiến sức mình để góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp hơn.